Hello, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Ok, ok anh em ơi, lại là mình đây. Hôm nay sẽ tiếp tục kiếm lãi mỗi ngày với nhà cái 68 cái bài anh em nhá. Thì nói chung là hiện tại thì cũng khá là nhiều nhà cái anh em nhỉ. Nói chung là cũng loạn thì cả lên. 2023 này thì cũng cái bộ môn thể thao này cũng khá là nhiều biến động anh em ạ. Những cái con app, những cái nhà cái như kiểu Go88 và Sunwin thì về vườn. Cubet thì hiện tại thì người chơi cũng xa lánh rồi. Lý do vì sao thì chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa, anh em cũng đã biết hết rồi. Đấy, thì tôi vẫn chung tình với cái nhà cái 68 game bài này anh em ơi. Nói chung là cũng chơi cũng chưa lâu đâu anh em, cũng tầm năm rưỡi thôi. Đấy. Trước đây thì chơi Go88 khá là lâu, nhưng mà sau này nó ảo quá anh em ạ, nó ảo quá nên tôi tạm biệt luôn. Chuyển qua chơi làm bạn với 68 game bài, nói chung là khá là ok. Mình chơi nhà cái nào mà mình cảm thấy là mình có lãi được, mình cứ thế mình chơi thôi đúng chưa? Đấy, quan trọng gì? Nó uy tín. Mình chơi, mình hợp với mình, bản thân mình là được. Thế còn người ta nói gì thì người ta, mỗi người một quan điểm mà anh em, làm sao mà có thể là chiều lòng hết tất cả mọi người được, đúng chưa? Đấy. Thì tôi chỉ quan tâm là bản thân tôi là làm được cái gì và nhà cái nó gọi là cung cấp cho tôi được những cái gì thôi, đơn giản thế thôi. Ok. Cái gì đây? Ui gãy này, mẹ em test đầu tiên gãy rồi. Ảo nhờ. Thôi được rồi, không sao, chắc là hôm nay không có duyên với tài xỉu rồi anh em ạ. Sau hôm nay tôi sẽ phi qua chơi Baccarat đi. Ok, hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em kinh nghiệm chơi Baccarat trên 68 game bài như thế nào, hiệu quả nhất anh em nhé. Thì đầu tiên ấy, mới vào thì mình sẽ xem cái bàn nào nó ok đã, bàn nào cầu nó đẹp thì mình chơi. Thường thì anh em nên chơi hai cái bàn đầu ấy, bởi vì hai cái bàn đầu là số lượng người chơi nó đông hơn, dễ chơi hơn rất là nhiều. Hai bàn sau thì anh em chơi hơi ít. Đây rồi, hôm nay sẽ vào bàn này chơi nhé. Đây, bàn số 2 này. Tầm này thì chắc là anh em chơi cũng không đông đâu. Tầm này chơi chắc không đông đâu. Vừa vào làm phát player đi nhỉ. Mình là người chơi mà, đúng chưa? Đấy, mình là người chơi mà, làm phát player trước đi. Húp rồi đấy, nhìn là biết húp rồi đấy. Nhìn là biết húp rồi đấy anh em. Đấy, thấy chưa? Ngon lành, cầu đẹp anh em ơi, cầu đang đẹp. Tận dụng thôi, chơi trong khoảng thời gian khoảng 5-7 phút gì đấy thôi. Mình tận dụng, mình hốc phát là mình nghỉ luôn. Đủ lãi là mình nghỉ luôn anh em. Chứ đừng có lằng nhằng lắm cái gì. Lằng nhằng mất thời gian anh em ơi. Càng đánh càng lâu mình càng dễ thua mà. Nó rõ ràng như thế luôn. Đánh càng lâu càng dễ thua. Ok, tiếp tục player đi. Vừa ăn player thì phải đánh lại player chứ. Cứ đánh một củ đi. Mới vào thì cứ đánh từ từ đã anh em. Tôi chắc là anh em cũng không xa lạ gì với những cái tiếng kết của tôi rồi. Mẹ những tiếng kết nhiều khi dã 50-70-100 củ ở bình thường anh em nhỉ. Đấy thì húp rồi đấy. Ui hòa kìa, nó ra ý nhau luôn kìa. Vãi bên là xì ri tư, bên là 10 xì tư. Vãi cái đái luôn. Được thôi, nếu mà đã hòa tức là nó ép anh em đánh banh cử tay này. Nó ép anh em đánh banh cử tay này. Đấy, bởi vì thường ấy, thường là khi mà đi một con hòa ấy, người ta sẽ có xu hướng là ép sang cái tay kế tiếp ấy. Có nghĩa là ví dụ đang ở player mà hòa ấy, là nó nhà cái nó sẽ ép anh em đánh banh cờ. Đấy, thường bởi vì xu thế thường nó sẽ nhảy sang banh cờ mà. Đấy, tay này tôi không đánh nhá, tay tôi nghỉ nhá. Đấy, để xem nó ra gì. Đấy thấy chưa? Đấy, mình nhảy banh cờ ngay. Nhưng mà tôi không đánh, mẹ không chắc là tôi không đánh. Tầm này tôi không đánh nhưng tiếng không chắc tôi không chơi nữa. Tôi sẽ chơi chọn lọc thôi anh em ạ. Chơi mà tay nào cũng chơi, tay nào cũng bu vào là mệt mỏi lắm. Đánh từ từ bình tĩnh thôi. Đây chắc là đi cầu 1-1 rồi. Chắc nó nhảy cầu 1-1 đấy anh em. Củ rưỡi đi. Đánh từ từ thôi. Đừng đánh lâu quá được. Đừng đánh lâu quá được anh em ạ. Chứ không nên vội. Vội quá cũng không được, mà lâu quá cũng không được. Nói chung cái gì mà nó đúng điều độ thì nó cũng rất là tốt. Cái gì đúng điều độ đều rất là tốt anh em ạ. Ôi gãy rồi. Mà 73 lên con 10 chịu rồi. 73 mà ông lên con 10 tôi chịu rồi. Ông lên thế mẹ bố ai chạy được với ông. Mà thôi được rồi, không vấn đề gì anh em nhé. Vẫn cứ là ok.
Anh cứ là ok. Để xem nào. 412 này. 412, 412 này. Ok. Câu này cầu 12 rồi. Nếu nó đi cầu 12 thì nếu mà nó đi cầu 12 thì mình cứ phang theo 12 thôi. Cứ phang theo 12 thôi, không biết nó có đi 112, nó có đi nhảy sang 22 không. Thôi, cứ phang 12 đi. Đây. Thôi xong, mẹ em lên con 9 là thấy thấy đéo 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 hiện rồi. Mẹ em nó đi ngay cầu 22 liền này. À, thể luôn. Như vậy mà vẫn nhảy cầu 22 được thì cũng tài đấy. Cực kỳ siêu đấy. Ui, mẹ mày thế này mà vẫn nhảy cầu 22 này. Bây giờ không biết đánh gì luôn này. Đổi bàn thôi. Bí quá đổi bàn thôi, biết làm sao. Vẫn vẫn ok, vẫn chưa có gì to tát lắm anh em ơi, vẫn chưa có gì to tát lắm, vẫn cứ từ từ thôi. Banh cờ này, 1-1 này, ok. Bên này nó thiên về đi cầu 1-1 dài nhỉ. Nó thiên về đi cầu 1-1 đấy. Mình cứ bắt theo 1-1 thôi anh em ơi. Nói chung là nó đi theo cầu nào thì mình cứ 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 bắt theo cầu đấy thôi, chứ đừng có bẻ làm cái gì nhá. Tuyệt đối là không bẻ nhá. Trường hợp nào mà nó gãy thì mình tính thôi, còn nếu không thì mình cứ cứ, cứ ôm theo cái cầu của nó thôi anh em ạ. Ok. Hộp nhá. Đấy, nếu như mà bàn nào mà xui thì anh em đổi đi, anh em đổi qua bàn khác anh em chơi. Chứ đừng có chơi mãi một bàn làm cái gì. Đúng chưa? Đây, tay này thì tự tin mẹ phang player luôn này. Nói chung là tôi đã nói rồi, tất cả chỉ phương pháp bắt cầu ấy, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Đấy, cho nên là bản thân tôi cũng không chắc là hôm nay tôi có thể thắng hay thua. Đấy, nhưng mà dựa vào những cái kinh nghiệm của mình thì mình có thể an tâm tự tin để chơi, nghĩa là cái xác suất mình thắng nó sẽ cao hơn một tí. Đấy, đúng chưa? Xác suất chiến thắng mình nó sẽ cao hơn người khác. Đấy, như thế là ok rồi. Khoảng 70% là đã rất là ngon rồi anh em ạ. Tầm 70% rất là ngon rồi. Đấy, ok nhá, hộp nhá. Đấy, cầu đi rất là đẹp đấy. Nói chung là mình cứ lựa bàn mình chơi thôi. Này, có thể là bàn này mẹ xui này, mình nhảy qua bàn này lại. Đấy, hoặc là xuống hai bàn này. Đấy, nhưng mà cái lựa chọn ưu tiên vẫn là hai cái bàn đầu của anh em nhé. Hai cái bàn đầu vẫn là lựa chọn ưu tiên. Đấy, anh em nhảy qua cầu 1-1 rất là nhiều này. Tôi nằm lại bây giờ ở tay này. Tôi sẽ bẻ tay này anh em nhé. Thôi rồi. Ôi ok. Đấy. Những tiếng bẻ khét lẹt luôn. Những tiếng bẻ khét lẹt luôn đấy. Ok, như vậy là lãi 5 củ rồi anh em, ngon rồi, chắc là tôi tầm này tôi sẽ nghỉ thôi chứ không chơi nữa. Lãi 5 củ, gần 5 củ ấy, cho nó là 5 củ đi, đủ đạt cái chỉ tiêu rồi thì mình nghỉ thôi chứ đừng có lan man làm cái gì. Nói chung là mình phải làm chủ được cuộc chơi anh em ạ, đã bảo nghỉ là phải nghỉ luôn. Đấy. Đã bảo nghỉ là nghỉ luôn, không chơi nữa, không dính dáng gì nữa anh em. Như thế là dễ chơi nhất, còn bây giờ mà cứ lằng nhằng lại mình ngồi pha bên này tí bên kia tí thì không biết bao giờ mới xong. Ok nhá, thế cái đường link của nhà cái 68 game bài, đường link chính thức tôi sẽ cầm ghi ở phần mô tả cho anh em. Anh em có thể bấm vào và trải nghiệm xem thế nào. Nếu như mà cảm thấy ok thì mình chơi, còn không thì thôi. Đấy, nói chung là cứ hợp với bản thân thì hợp với bản thân mình thì mình cứ thế mình quất thôi anh em ạ. Đấy, còn những cái cách mà những cái phương pháp và những công thức bắt cầu thì mình sẽ vận dụng từ từ. Đánh nhiều nó sẽ quen thôi anh em. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.